Ông nói cá nè nha. Em mời cả nhà ăn cơm với Huyền nha. Béo quá cả nhà, béo rất là ngon luôn. Dưa hấu ngọt ngon quá. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền món ăn đơn giản của ngày mưa nha cả nhà. Thì món ăn đây là mỡ hạt mỡ cá ba sa kho nha cả nhà. Cá ba sa kho với mình ăn với dưa hấu cơm trắng nha. Đây. Món ăn đơn giản của ngày mưa nè cả nhà. Rất là ngon luôn. Mỡ nè cả nhà, để Huyền lấy mỡ cho cả nhà coi nha. Đây mỡ cá nè cả nhà. Mỡ cá ba sa nha. Huyền sẽ chan nước cá vô nha cả nhà. Bữa nay cá ba sa mình kho sạch sạch đó cả nhà. Đó. Huyền sẽ chan vô đây. Ăn với cơm ngày mưa này mắc cơm lắm. Bây giờ Huyền sẽ lấy một cục mỡ cá, Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Đây. Mỡ cá nè cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn cơm với Huyền nha. Ngon. Béo quá trời cả nhà ơi. Béo quá cả nhà. Béo rất là ngon luôn. Huyền sẽ ăn kèm với dưa hấu nha. Dưa hấu nó ngọt ngon quá. Cứ mở cá ra xa nè cả nhà. Nó cũng lai lai như mở cá dưới vậy cả nhà. Nó béo. Cái mỡ cá này mà đem đi cái phơi khô cũng ngon. Cục mỡ nó béo. Ngon quá. Mình nhớ cắn miếng ớt mỡ này cái nào đó, mỡ cá nữa nha. Cả nhà thấy Huyền ăn mỡ cá cả nhà có ngán không? Cả nhà có ngán không cả nhà? Ăn cái mỡ cá nó sẽ tốt hơn ăn mỡ heo, không có mập nha cả nhà. Huyền kho một chảo mà cả nhà, đó rất là hấp dẫn luôn. Đấy, Huyền mời cả nhà nha. Cái này vào mùa mưa rồi, âm trời mưa xe xe lạnh lạnh, ăn cơm trắng cá kho dưa hấu ngon lắm cả nhà. Trái dưa hấu nó siêu ngọt, trái dưa hấu nó rất là ngọt luôn cả nhà. Bữa nay mình ăn mỡ cá ba sa kho à. Kho nhưng mà cũng có nạc nha cả nhà. Mua cái khứa cá ba sa, cái mỡ cá ba sa thì
thì nó có cái bụng của nó là mở, cái khúc trên này là nạc nha cả nhà, nó cũng có là vừa mở vừa nạc, đây là mở nữa cả nhà. Huyền thích ăn cái mở, nó béo. Ăn dưa với Huyền nữa nha cả nhà. Đây cái này là thịt nạc nha cả nhà. Thịt nạc nha. Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Thịt nạc cá nha cả nhà. Nó béo quá cả nhà. Đó. Bắt cơm quá cả nhà, Huyền ăn hết chén cơm cả nhà. Quá ngon luôn. Ăn có miếng ớt cay cay ngon. Nhưng mà cả nhà ăn miếng dưa với Huyền nữa nè.
bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Hôm nay cái món ăn đơn giản của ngày mưa nó rất là ngon, còn hao cơm nha cả nhà. Dưa hôm nay nó rất là ngọt, gặp cái món cá kho mặn mặn ngọt ngọt nữa, ngọt ngọt là nói chung là nó vừa ăn cay cay nữa, rất là ngon cả nhà. Cái món ăn hôm nay đơn giản rất là hao cơm luôn. Thì bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Nhu Huyền, cả nhà đăng ký like share ủng hộ Nhu Huyền nha. Nhu Huyền xin bye bye.